Các cuộc biểu tình đòi dân chủ hơn 3 tháng qua ở Hồng Kông tạo cảm hứng sáng tạo ẩm thực tại một nhà hàng, nơi chủ quán bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ với người biểu tình bằng một thực đơn với các đồ ăn, thức uống độc đáo. Một trong số này là món cocktail mang tên Nhãn Cầu, vinh danh nữ y tá bị thương con mắt trong chiến dịch trấn áp biểu tình mạnh tay của cảnh sát hồi tháng trước. Thức uống này dĩ nhiên được chế cho cô gái ấy. Thật ý nghĩa vì nó nhắc nhở chúng tôi về sự cố đáng tiếc đó mà chúng tôi vẫn còn xúc động, mà cũng ngon nữa chứ. Trên thực đơn còn có cơm nắm được đặt tên theo 5 yêu sách của người biểu tình đòi chính quyền đáp ứng như quyền bầu cử hay điều tra nạn cảnh sát bạo hành. Còn có món súp tên là thịt sống bầm dập. Nếu thực khách gọi một thực đơn đầy đủ theo chủ đề thì sẽ có đủ mùi vị biểu tình như khẩu trang, dù và các thiết bị khác mà người biểu tình thường trang bị. Chủ quán, ông Roima cho biết, ý tưởng của ông nảy sinh từ tháng trước sau khi cảnh sát đàn áp cuộc biểu tình gần trạm xe điện ngầm. Dù lúc đó tôi không có mặt ở đó, nhưng tôi xem video thấy người ta bị đánh, tôi rất buồn. Tôi nảy ra ý tưởng thực hiện thực đơn này, hy vọng nhắc nhớ mọi người chuyện đã xảy ra. Các cuộc biểu tình đòi dân chủ Hồng Kông chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, và trong những tuần tới trước thềm Quốc khánh Trung Quốc mùng 1 tháng 10, có lẽ sẽ còn tăng lên.